trường mình kinh doanh về bộ danh sách của mình thấy. Thì hiện tại thì hôm nay cái điều tâm tác của mình là vấn đề về cốt lòng chia sẻ vấn đề về tiền. Thì bản thân mình nghĩ là cái việc về vấn đề về con cái thì kế thừa thì mình nghĩ là việc đầu tiên mình không nói với con vấn đề về vấn đề tiền dư, đó là vấn đề về vấn đề nghĩa đen. Nghĩa đen mà dơ mình nghĩ là tiền nhiều người cầm sẽ dơ, thì về cốt lòng chia sẻ đó là một ký rất là hay. Cái ý thứ hai là về